Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đoàn tổ chức hội thi tuyên truyền về biên giới biển đảo của Tổ quốc, chủ đề dấu ấn những tuyến đầu và lễ phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2022. Hưởng ứng lễ phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2022, toàn quận có 28 đơn vị đăng ký đóng góp với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động quận Tân Bình ủng hộ quỹ 20 triệu đồng. Mục đích ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên để tuyên truyền và vận động các giới nhân dân, mà trong đó thì đối với góc độ liên đoàn thì có công nhân viên chức lao động của mình cùng tham gia cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Hội thi tuyên truyền về biên giới biển đảo của Tổ quốc, chủ đề dấu ấn những tuyến đầu, thu hút 15 đội dự thi. Tham gia hội thi thì trường đã cùng với chi bộ, công đoàn viên và các em học sinh, có nghĩa là cùng phối hợp để mà giới thiệu về cái đồn biên phòng Sông Đốc ở Cà Mau. Và hôm nay cũng có các quý phụ huynh cũng có đến tham dự. Thì cái đó là một cái niềm phải nói là mang cái tính chất lan rộng về cái việc mà chúng ta luôn luôn là những người Việt Nam nghĩ về biển đảo, những đồn biên phòng ở vùng xa và cũng như giáo dục cho các em học sinh về tình yêu thương biển đảo. Sau phần tranh tài sôi nổi của 15 đội, ban giám khảo đã trao giải nhất 1 triệu đồng cho công đoàn cơ sở phường 2, giải nhì 800.000 đồng cho công đoàn cơ sở phường 1, hai giải ba mỗi giải 700.000 đồng cho công đoàn cơ sở phường 10, phường 12 và 5 giải khuyến khích, 6 giải phong trào cho các đội còn lại.